Ngày 11 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đoàn Mạnh Toàn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Hồ Vũ Thường, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện. Trong 20 năm qua, Mặt trận các cấp trong huyện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của các cấp ủy đảng, sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quan tâm, tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, nên ngày hội đại đoàn kết hàng năm thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, sôi nổi và rộng khắp mang tính cộng đồng cao ở khu dân cư. Thông qua tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm, đã góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc, khơi dậy truyền thống đoàn kết, thể hiện rõ nét về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong tình hình mới. Qua việc tổ chức ngày hội ở khu dân cư đã nhân rộng, lan tỏa được nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ năm 2003 đến nay, đã có 18 khu dân cư làm điểm cấp tỉnh, 335 khu dân cư làm điểm cấp huyện, 342 khu dân cư làm điểm cấp xã, thị trấn, có 2.600 tập thể, 11.700 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại ngày hội. Đến nay, 19 trên 19 xã, thị trấn có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân chơi thể thao. 130 trên 130 thôn, bản, tiểu khu có nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Mặt khác, cả cấp luôn tranh thủ các nguồn lực, vận động nhân dân đóng góp ủng hộ và xây dựng các quỹ, tặng quà, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ các mô hình sinh kế giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong 20 năm qua, Mặt trận các cấp đã xây dựng trên 1.500 ngôi nhà đại đoàn kết, trị giá trên 60 tỷ đồng, tặng trên 90.000 suất quà, gần 45 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Mặt trận các cấp đã đạt được trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện. Để nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức ngày hội đại đoàn kết phải gắn với việc tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức ngày hội nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, tăng cường sự đổi mới và phương thức hoạt động hướng về cơ sở, sâu sát với nhân dân. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại hội nghị đã có 3 tập thể, 1 cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen, 7 tập thể được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen và 6 tập thể được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư giai đoạn 2003-2023.